Lâu nay, giới chuyên môn đã bày tỏ sự lo ngại khi các giải sân sau của V-League ngày càng ít đội tham dự, đặc biệt là giải hạng nhất. Qua đó, thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam thay vì hình chớp theo quy luật của các nền bóng đá mạnh lại đi theo hình phễu dẫn đến nhiều bất cập. Gần đây, bóng đá Việt Nam có sự vươn mình mạnh mẽ. Điều đó đến từ việc các địa phương cũng như các câu lạc bộ tiềm năng đã chú trọng hơn đến đào tạo trẻ. Vì vậy, chẳng có lý do gì các giải bóng đá nước nhà lại trái với quy luật. Vì thế, việc xây dựng những giải đấu từ nền móng vững chắc đang được VFF hướng đến. Tuy nhiên, phải nói rõ trước đây các giải sau của V-League thực tế có khá nhiều câu lạc bộ tham dự, nhưng càng về sau số lượng dần bị bóp méo vì nhiều lý do. Trong đó, phần lớn vấn đề về kinh phí. Bởi hầu hết các đội hạng nhất và hạng nhì hiện nay hoạt động bằng ngân sách của nhà nước là chính, vậy nên quy hoạch của VFF đưa ra là rất hợp lý, nhưng thực tế vẫn là bài toán không đơn giản cho các câu lạc bộ và các nhà tổ chức, đó là chưa nói đến việc đại dịch. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã quyết định về số lượng tham dự giải bóng đá quốc gia giai đoạn 2021-2023. Theo đó, 3 giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là V-League, hạng nhất và hạng nhì đều có 14 đội tham dự. Quyết định cũng nêu rõ, đội đứng thứ 12 cuối cùng tại giải hạng nhất năm 2020 sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhì. 3 đội có thành tích tốt nhất giải hạng nhì năm 2020 sẽ lên chơi ở giải hạng nhất. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói về cách lên hạng nhất mùa tới như sau. Về cơ bản, giải hạng nhì vẫn chia làm 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng loại trực tiếp. 3 đội có thành tích tốt nhất trong số 4 đội này sẽ giành quyền lên giải hạng nhất 2021. Việc tăng số đội từ 12 lên 14 cũng mang đến sự thay đổi cho giải hạng nhất năm 2021. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VBF chia sẻ, trước mắt sẽ có nhiều thứ tăng lên khi số đội giải hạng nhất được nâng lên thành 14. Từ số trận đấu, chi phí của nhiều hạng mục cho giải, quyền lợi của các câu lạc bộ, thời gian tổ chức giải. Về tính chất cạnh tranh, tôi nghĩ sẽ còn dựa trên mục tiêu của các đội tham dự. Nếu có từ 3 đến 4 đội sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng V-League, tất nhiên chất lượng của giải đấu sẽ tăng cao. Xoay quanh số suất thăng hạng V-League hay xuống hạng nhì, mùa kế tiếp của các đội tham dự giải hạng nhất năm 2021, VFF sẽ có thông tin trong thời gian tới. Trước mắt mùa giải 2020, 3 câu lạc bộ hạng nhì sẽ lên hạng nhất và ngược lại, 1 câu lạc bộ hạng nhất sẽ xuống hạng nhì. Số suất lên xuống hạng giữa hạng nhất và V-League vẫn giữ ở mức 1,5 suất. Sau gần một thập kỷ, số lượng đội bóng tham dự giải hạng nhất giai đoạn 2021-2023 mới cân bằng so với V-League. Bày tỏ sự đồng tình của mình về thay đổi mô hình phát triển bóng đá chung của Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh: "Theo tôi, giải hạng nhất số đội ngang ngửa 14 hoặc cao hơn V-League là điều đúng đắn. Các đội ở giải thấp hơn V-League cần tăng thêm số trận thi đấu, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Điều đó cũng tạo nên bước đệm để khi lên V-League có sự chuẩn bị tốt hơn, tâm thế sẵn sàng hơn." Đồng quan điểm, ông Lê Minh Dũng, giám đốc điều hành câu lạc bộ Phố Hiến chia sẻ: "Về quản lý, thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ra mô hình bóng đá có chiều sâu hơn. Người ta vẫn nói phát triển hệ thống bóng đá cần theo mô hình kim tự tháp. Càng lên cao, tính cạnh tranh càng lớn, số đội tham dự giải đấu cao nhất cũng thu hẹp so với các giải ở cấp độ thấp. Tăng từ 12 lên 14 đội, đồng nghĩa với giải hạng nhất, cũng tăng thêm 4 lượt trận kể từ mùa giải 2021. Nói về thay đổi này, ông Võ Thành Danh, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Đắk Lắk bày tỏ quan điểm: "Việc tăng thêm số trận thi đấu sẽ giúp cho các đội có cơ hội để mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ. Đây cũng là lực lượng để phục vụ cho đội tuyển trẻ quốc gia, đặc biệt là U22 tham dự SEA Games 2021. Giải đấu có thêm đội, tính cạnh tranh của giải hạng nhất cũng sẽ tăng thêm." Theo ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, các câu lạc bộ lên chơi ở giải hạng nhất cũng sẽ có sự chuyên nghiệp hơn. Thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các câu lạc bộ sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về cơ sở vật chất, sân bãi, các phòng chức năng cho đến nguồn lực tài chính. Ông Lê Minh Dũng, giám đốc điều hành câu lạc bộ Phố Hiến bổ sung chi tiết hơn: "Bộ tiêu chuẩn dành cho các câu lạc bộ ở giải hạng nhất hẳn nhiên cao hơn giải hạng nhì. Lấy một ví dụ nhỏ là các câu lạc bộ ở giải hạng nhì có thể không cần thiết phải đảm bảo những tiêu chí bắt buộc như biển quảng cáo, xe cứu hỏa. Nhưng ở giải hạng nhất, VFF yêu cầu khắt khe về tính thẩm mỹ, sự an toàn trong công tác tổ chức. Các trận đấu ở giải hạng nhất bắt đầu có nguồn thu từ truyền hình, nhà tài trợ, bán vé. Cơ hội dành cho các đội ở giải đấu này đương nhiên là lớn hơn. Theo vào đó, quỹ thời gian thi đấu ở giải hạng nhì chỉ khoảng 2 đến 3 tháng. Ít hơn so với giải hạng nhất, các cầu thủ khi được chơi từ giải hạng nhất trở lên sẽ đòi hỏi tính chuyên môn cao hơn." Cũng nói thêm về tính cạnh tranh và sức hút đầu tư, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của câu lạc bộ Bình Định bày tỏ: "Số lượng các đội tham dự giải hạng nhất và V-League, các cầu thủ trẻ được tạo điều kiện thi đấu nhiều, khoảng cách giữa trình độ hai giải được thu hẹp dần. Bên cạnh đó, nhiều đội hơn, sự sòng phẳng trong công tác thi đấu chú trọng thì hẳn nhiên giải sẽ có tính cạnh tranh hơn, qua đó tạo được sức hút nhiều hơn với các nhà đầu tư bóng đá.
Việc nâng số lượng đội ở giải hạng nhất lên 14 đã xóa bỏ nghịch lý trong cơ cấu của các câu lạc bộ tham dự sân chơi này vốn dĩ đã tồn tại gần chục năm qua. Kể từ mùa giải 2015, khi V-League quy hoạch đủ 14 câu lạc bộ, số lượng đội tham dự giải hạng nhất sụt giảm thất thường. Cần nhớ rằng ở mùa giải 2012, hạng nhất cũng có 14 đội, nhưng sau một năm, số lượng này giảm xuống còn 8 và phải duy trì suốt 3 mùa giải. Đến năm 2016, số lượng giải hạng nhất được nâng lên con số 10. Đến mùa giải 2017, số lượng giảm xuống 7 đội, chỉ bằng một nửa so với V-League. Có nhiều nguyên nhân khiến cho giải hạng nhất không có số lượng đội tham dự ổn định, cốt lõi vẫn là ở kinh phí hoạt động. Vì thế mà trước mỗi mùa bóng, các nhà tổ chức luôn nơm nớp lo âu có đội bỏ giải, dẫn đến việc phải xáo trộn công tác thi đấu. Như trước mùa giải hạng nhất 2019, Bình Định được cho là không thể tham dự vào phút chót do thiếu kinh phí. Nhưng rất may là cuối cùng, đội bóng đất võ vẫn tiếp tục có mặt, tránh cho sân chơi này phải rơi vào cảnh số đội tham dự là lẻ. Trước đó, hàng loạt đội bóng phải giải thể vì không kham nổi kinh phí, có thể kể đến như Kiên Giang, Lâm Đồng, nên ban tổ chức phải đau đầu phân bố lịch thi đấu. Việc nâng số lượng đội giải hạng nhất và giải hạng nhì lên con số 14 ngang ngửa với V-League tạo sự cân bằng trong công tác tổ chức thi đấu. Cụ thể, các sân chơi sẽ được tổ chức song song. Cùng thời điểm kể từ mùa giải 2021 sẽ không còn cảnh V-League diễn ra trước giải hạng nhất mới lẻo đẻo theo xa nhưng lại phải kết thúc trước, để rồi đội hạng nhất giành quyền đá playoff phải tập chay để đợi V-League kết thúc mới có thể tham dự trận playoff giành vé lên chơi hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, việc hạng nhất có 14 đội có thể đem đến quyền lợi cao hơn cho sân chơi này. Đơn cử, họ có quyền mơ về 2 suất thăng hạng trực tiếp thay vì 1 suất như hiện tại khi giải đấu có 12 đội. Việc nâng số lượng các đội giải hạng nhất lên 14 đội cũng là động lực để các đội ở giải hạng nhì đầu tư mạnh mẽ hơn. Bởi đã có lúc sân chơi này chỉ có 1 đội được lên hạng nên cánh cửa đổi đời là rất hẹp. Nhớ giải hạng nhì năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu là đội duy nhất giành vé lên chơi ở giải hạng nhất 2020 sau một hành trình đầy chông gai tranh đua với 12 đội khác. Tuy nhiên, con đường lên chơi giải hạng nhất sẽ không còn quá gian truân như ở mùa bóng trước khi số đội được quyền thăng hạng từ giải hạng nhì năm 2020 đã nâng lên con số 3. Giải hạng nhất quốc gia năm 2020 được giới chuyên môn đánh giá là rất đáng chờ đợi khi có nhiều đội bóng nuôi tham vọng lên hạng. Có thể kể đến những câu lạc bộ đầu tư mạnh về lực lượng như Sana Khánh Hòa, Phú Hiến, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Sau đó bóng nối trên khát khao khi sở hữu nhiều tên tuổi từng khoác áo đội tuyển quốc gia và có nhiều năm thi đấu ở V-League. Ở giải hạng nhì 2020, Công an Nhân dân, Phú Thọ được đánh giá là những ứng cử viên cho 3 suất thăng hạng. Trong đó, Công an Nhân dân sáng giá nhất khi tăng cường lực lượng với 9 cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai như Hoàng Nam, Thanh Sơn, Thanh Bình. Mỗi nhà vẫn cần một nền móng vững chắc mới mong vươn cao. Bóng đá Việt Nam nếu không có một hệ thống giải đấu với nền móng chỉnh chu, vững chắc sẽ rất khó hướng đến sự chuyên nghiệp như mong đợi. Thế nên hy vọng những người trong cuộc sẽ có kế hoạch hợp lý cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.